Từ tháng 10 năm 2020, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự của thành phố Uông Bí đã được triển khai nhằm lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ năm 2021. Mùa tuyển quân năm nay, địa phương được giao chỉ tiêu tuyển chọn 156 thanh niên lên đường nhập ngũ tại các đơn vị quân đội và an ninh nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, thành phố Uông Bí đã hoàn thành các bước của công tác tuyển quân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo chất lượng. Xác định rõ công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tuyển quân, thành phố Uông Bí đã kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự từ thành phố tới các xã phường. Theo kế hoạch năm 2021, thành phố được giao tuyển chọn 140 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị quân đội và 16 chỉ tiêu an ninh nhân dân. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên công tác phòng chống dịch và công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự được thực hiện song song. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Uông Bí đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hai lần cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đồng thời, chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã phường thực hiện nghiêm túc các bước trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, sát với tình hình thực tế của địa phương, với phương châm tuyển người nào chắc người đó. Đợt này, Uông Bí có 523 nam công dân của 21 đầu mối, gồm 10 phường xã và 11 cơ quan đơn vị doanh nghiệp, đủ điều kiện phát lệnh gọi khám tuyển sức khỏe. Mùa tuyển quân năm nay, thành phố có 135 trên 156 thanh niên đều viết đơn tình nguyện, phấn khởi tham gia lên đường làm nhiệm vụ. 156 công dân chuẩn bị nhập ngũ đợt này của thành phố Uông Bí là những chàng trai đang ở trong lứa tuổi sung sức, mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng ước vọng của gia đình, tự hào tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương. Với nhận thức của bản thân cùng sự quan tâm động viên của chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và gia đình, thanh niên Uông Bí đã sẵn sàng cho mùa tuyển quân năm 2021.